Sao cậu? Cậu mà cũng đòi đi câu cơ à? Sao cậu? Mình cũng đang định tập câu thôi. Mà cậu đã biết giật cá chưa đây? Mới tập câu cá như cậu thì phải biết giật cá đã. Ôi thế à? Nhìn tớ đây này. Cậu giật siêu thật đấy. Để rồi xem ai câu được nhiều cá hơn. Bun ơi, từ sáng đến giờ cậu đã câu được con cá nào chưa? Hả? Tớ câu được khối rồi đây này. Thế mới gọi là tài đi câu chứ. Yến nào? Oh
Được bữa ra trò đây. Bắt lấy chúng nó. Đẹp quá. Đẹp thật đấy cậu ạ. Wow. Đẹp quá. Nhanh lên. Đẹp quá. Ấy. Nào, chúng ta cũng thám hiểm thôi. Good!
Thật là một cuộc thám hiểm bổ ích và lý thú cậu nhỉ. Thật là hú vía, nhưng mà cũng vui quá buôn nhỉ. Xin quý khách hãy mua sẻng để tham gia trò chơi. Để tôi mua sẻng. Đổi thời gian lấy sẻng với thời gian 1 giờ, 1 ngày, 1 tháng, 1 năm. Mình phải đổi mới được.
Thả tôi về, mở cửa cho tôi. Ngươi đã đổi thời gian 10 năm, hãy ở lại đây làm việc để trả cho đủ. Bùn ơi, Bùn, cứu tớ với. Cậu bị làm sao? Đang ở đâu? Tớ đang bị giữ ở quán game, cứu tớ với. Thả bọn ta ra. Đừng có mơ. Nó phải làm việc trong 10 năm để trả lại thời gian đã vay. Chính các người đã dụ dỗ bạn ta. Đồ lừa đảo. Muốn ta thả bạn người già, dễ thôi. Có một cách. Cách gì? Nói mau. Cứ bình tĩnh, bình tĩnh. Ngươi phải chơi một trò game của ta. Nếu ngươi thắng, ta sẽ thả bạn ngươi ra. Còn không, thì ngươi cũng cùng chung số phận. Được, ta nhận lời. Nhóc con can đảm lắm. Quái vật kia, thả bạn ta ra ngay. Thank you.
À. Sao chỉ có mưa trúng mũi mình vậy? Ủa?
cậu thật là quá đáng. La 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 la. Của tớ bị hết nhiên liệu năng lượng mặt trời. Còn chần chờ gì nữa, chúng tớ sẽ giúp cậu nạp năng lượng mặt trời thôi. Chơi nào.
Năng lượng, tớ phải trở về hành tinh quả của tớ rồi. Hẹn một ngày chúng mình gặp nhau trên hành tinh của tớ nhé. Tặng các bạn bông hoa thần kỳ này, nó sẽ giúp các bạn thực hiện được những giấc mơ của mình. Tạm biệt các chúc bạn. Tạm cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn. Sao cậu lại biến thành tí hơn thế này? Cậu chạm vào bông hoa rồi. Tươi đẹp chuyện vui của Liverpool nên ngây thơ hồn nhiên trong xa năm tay tung tăng đồ vui cùng bạn bè khắp châu nơi nơi có cây sắc muôn ngàn hoa ông bướm luận vui cùng hát ca ta yêu tháng năm tươi hoa ta bạn bè ôi thắm bên hương yêu sao thế giới thần tiên bao điều là chưa ta khám phá chung vui với ca ta rất tinh nghịch nhưng thật đáng yêu lòng lành những tiếng cười trong chiều đẹp mãi trong ta tuổi âu thơ. Sao ai lại gửi quà cho tôi thế này? Không phải tôi, không phải tôi.
Chắc lại là Lưu bày trò kinh ngực. Phải tìm bằng được thằng nhóc Lưu để dạy cho nó một bài học mới được. Ừ, đúng đây. Được đó. Chuyện vui của Lu và Bun nên ngây thơ hồn nhiên trong sáng. Nắm tay tung tăng đồ vui cùng bạn bè khắp châu nơi nơi. Cỏ cây sắc muôn ngàn hoa, ông bướm loài vui cùng hát ca. Ta yêu tháng năm tuổi thơ, ta bạn bè ôi thắm lên hương. Yêu sao thế giới thần tiên, bao điều là chưa ta khám phá. Chung vui với đôi bạn thân, rất tinh nghịch nhưng thật đáng yêu. Lòng lành những tiếng cười trong trẻo, đẹp mãi trong. Bay trên mây thật tuyệt buôn nhảy. Chúng mình sẽ có dịp đi thăm hành tinh quả bạn luôn nhỉ. Cảm ơn món quà của cậu bé hành tinh quả. Hoa băng cho chúng ta đôi cánh tuyệt thật. Ừ. Đố cậu bắt được tớ đấy. Cứ chờ đó xem con chạy đi đâu. Huh?
Hà Băng ơi, hãy giúp chúng tôi. Cảm ơn Hoa Băng nha. Chúng mình bay thám hiểm tiếp nào lúc. Bay nào. Thích quá. Cùng nhau hát chung bài ca về tháng năm tuổi thơ tươi đẹp, chuyện vui của Lu và Bun nên ngây thơ hồn nhẹ trong xa. Nắm tay tung tăng đồ vui cùng bạn bè khắp châu nơi nơi, có cây sắc muôn ngàn hoa, ông bướm luận vui cùng hát ca. Ta yêu tháng năm tuổi thơ, ta bạn bè ôi thắm bên hương, yêu sao thế giới thường yên, bao điều là chưa ta khám phá. Chung vui với đôi bạn thân, rất tinh nghịch nhưng thật đáng yêu, lòng lành những tiếng cười trong trẻo, đẹp mãi trong chung bài ca về tháng năm tuổi thơ tươi đẹp,
chuyện vui của Liverpool nên ngây thơ hồn nhiên trong xa. Nắm tay tung tăng đồ vui cùng bạn bè khắp châu nơi nơi, có cây sắc muôn ngàn hoa, ông bướm luận vui cùng hát ca.